Vào sáng nay tại trường cao đẳng Lộc An cơ sở Bến Lức, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức ngày hội việc làm tỉnh Lộc An năm 2024. Là sinh viên năm nhất trường cao đẳng Lộc An cơ sở Bến Lức, em Nguyễn Hoàng Anh Tuấn rất hào hứng tìm hiểu cơ hội việc làm tại ngày hội lần này. Dự kiến sau khi tốt nghiệp, anh Tuấn có ý định đi xuất khẩu lao động sang thị trường Nhật Bản. Em học điện công nghiệp. Em thấy em đến đại hội tìm việc làm, em thấy là cơ hội khá đa dạng. Mức lương cũng khá tốt. Một năm học lý thuyết và một nửa năm nâng cao kiến thức và nửa năm còn lại là em sẽ đi thực tập. Ngày hội việc làm tỉnh Long An năm nay thu hút hàng trăm người lao động, học sinh, sinh viên thuộc trường cao đẳng Long An và các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Tham gia ngày hội việc làm có 10 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng gần 1.900 lao động, 5 doanh nghiệp có chức năng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài cần tuyển dụng gần 500 lao động. Các vị trí việc làm cũng đa dạng như thợ, nhân viên văn phòng, công nghệ thông tin và quản lý. Cái mong muốn của Sở Lao động Thương binh Xã hội khi mà triển khai cái tổ chức cái ngày hội việc làm của tỉnh Long An năm nay thì cái thứ nhất là để nhằm từng bước phát triển thị trường lao động của tỉnh ổn định và đáp ứng được cái cung cầu lao động, là vừa đáp ứng cái nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp cũng vừa đáp ứng được cái nhu cầu tìm kiếm việc làm của người lao động cũng như là của học sinh sinh viên. Cái thứ hai thì thông qua cái ngày hội việc làm nhằm để triển khai các cái hoạt động trong cái việc định hướng cái giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh của năm 2024 và những năm tiếp theo. Đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa việc thực hiện các giải pháp về chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, đồng thời thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về phát triển lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững, nhất là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong thời kỳ hội nhập quốc tế chuyển đổi số như hiện nay.